Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Hôm nay tại đây em xin giới thiệu cho các bác một mẫu xe Gian XCR 3700 với trang bị Full Group Shimano SLX. Và bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe cho các bác xem. Như các bác thấy trong hình là khung viền của chiếc xe được tự làm từ nhôm. Gian thì phần khung của nó thì nó phải là đứng đầu thế giới về khung. Nước sơn thì vẫn còn rất là mới. Có một vài vết xước do quá trình sử dụng là xe bãi thì không thể tránh khỏi. Tay bấm Shimano SLX có khóa hành trình, khóa hành trình giảm sóc trên tay. Lốp 700C, phanh dầu Shimano. Đùi là đùi đĩa trục rỗng 3 tầng. Gạt đĩa SL. Đề cũng phải SL. Full Group SL. Và bây giờ em sẽ vào đánh giá chuyển động cũng như là đo size để cho các bác xem. Kích thước chiếc xe tính từ tâm trục đạp đến cổ cọc yên là 48 cm, từ tâm cọc yên cho đến tâm cổ phốt là 55 cm. Thì chiếc xe này là size M, size M họ ghi luôn là khung, thì phù hợp cho các bác đi cao từ 1m65 đến 1m75 đi chiếc xe này là vừa. Vâng, chiếc xe đang có giá bán rất tốt bên em là 11,2 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác nào chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì vui lòng liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra các bác có thể ấn đăng ký kênh và bấm chuông để xem được những thông báo những chiếc xe mới nhất mà em đưa trên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. Và ngoài ra các bác ấn cho em chữ đăng ký, cộng ấn chuông, chọn tất cả để không bỏ lỡ những cái chiếc xe đẹp em đưa lên trên kênh nhé. Cảm ơn các bác. Tiếp mời các bác tiếp tục xem video. Xe được trang bị líp 10 tầng, đĩa 3 tầng cho 30 tốc độ. Và đây bây giờ mình sẽ test chuyển động của chiếc xe. Lip lên xuống rất là mượt mà. Đi chơi trơn tru mượt mà. Xe đang có mức giá rất tốt bên em là. Vâng, một số bác hỏi thường hay hỏi em về giá bán, thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác. Ở trên điện thoại ấy, các bác muốn biết cái giá bán của chiếc xe đạp thì các bác ấn vào cho em cái mũi tên trỏ xuống đây. Đấy, nó sẽ hiện ra giá bán. Tất cả các xe bên em là đều giá bán công khai các bác nhá. Và nếu như mà em đã đề không đề giá thì tức là xe đã bán. Và video chỉ là một trong rất nhiều chiếc xe em hiện có, thì tất cả những cái xe em hiện có ở đường link này các bác nhấn vào để xem tất cả các cái xe em hiện có đầy đủ ảnh và video ở trong đó các bác nhé. Mọi vấn đề,
về chiếc xe. Các bác cần hỏi về xe nào các bác nhắn tin giúp em qua số Zalo 0975 709 943. Đấy, các bác ấn vào đây này, rất là nhiều xe, cái đường link mà em để ở dưới phần mô tả đấy.